Kính chào quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trong cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm ngày 12 tới ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Sóng cao 0,5 đến 1,5m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2m. Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3m. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3,5m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 2 đến 3m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa.
gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ khoảng đêm 12 tháng 6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Điều này giúp các hồ thủy điện ở miền Bắc cải thiện tình trạng thiếu hụt nước. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng đêm 12 đến ngày 17 tháng 6, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 12 đến ngày 14 tháng 6, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 15 đến 17 tháng 6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vào chiều tối và đêm. Ông Hưởng nói, với diễn biến của đợt mưa sắp tới, tình hình hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc sau ngày 15 tháng 6 có khả năng được cải thiện. Trước khi đón đợt mưa lớn, hôm nay 11 tháng 6 và ngày mai ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo xa hơn trong 2 tháng tới, ông Hưởng cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi còn cao hơn. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày hơn trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Lượng mưa tại Bắc Bộ vẫn có xu hướng thiếu hụt từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Ông Hưởng nói, với tình hình mưa ít, nắng nóng xảy ra sớm sẽ làm cho dòng chảy đến các hồ giảm. Hiện trạng cho thấy mức nước tại nhiều hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ ở mức rất thấp. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các hồ. Khi xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, với tình hình như trên, nhiều tỉnh thành phố khu vực miền Bắc sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện, thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân và tác động đến nhiều hoạt động sản xuất khác. Đến thời điểm hiện nay, tổng lượng dòng chảy trên các sông khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Trong đó dòng chảy trên sông Thao thiếu hụt nhiều nhất là trên 90%. Dòng chảy đến các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ đang thiếu hụt 55 đến 75% so với trung bình nhiều năm. So với cùng kỳ năm 2022, tổng dung tích 5 hồ chứa lớn thuộc liên hồ chứa sông Hồng gồm Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn khoảng 7.476 tỷ mét khối. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới đầy hứng khởi.